rocking with the dudes. Hello, xin chào anh em. Thì như hôm bữa trước là mình đã đánh giá con Outlander rồi, thì hôm nay mình có dịp mình ngồi trên chiếc Mitsubishi Xpander của anh bạn mình. Mình đang chạy thử một vòng để có một cái đánh giá nó chi tiết hơn, nói chung cảm nhận riêng của mình về con xe này, do là thời gian vừa qua nó quá hot. Thì khi lên cái con xe này á, mình vào số mình chạy nói chung chạy bình thường thôi, không có cần test gì, thì cảm thấy là nó hơi ì ạch. Nó hơi yếu rồi sao, phải dùng từ yếu luôn. Rồi, đó là về cái máy. Phải dùng từ là nó hơi yếu. Cái độ trớn nó không có luôn nha mấy bạn. Xe nó vẫn cảm giác nó nặng nặng. Rồi, cái thứ hai, xe nó có cảm giác cái bồng bềnh. Xe nó có cái cảm giác bồng bềnh. Chạy mà nó cứ lắc hai bên. Không biết làm sao á. Không biết xe này nó cân bằng sao, không biết xe này. Ủa, cũng thấy có cân bằng điện tử mà ta. Xe này còn khá mới luôn đó nha mấy bạn. Theo như anh bạn mình thì mình kiểm tra thì con này mới odo có 4.000 à. Mới odo có 4.000 à. Mới odo có 4.000 cây. Tốc độ xe khá yếu. Vô ga nó cũng nó rướm rướm lên, khá cảm giác khá nặng nề luôn. Không có mạnh. Chạy bình thường thôi, đang chạy bình thường ở trong phố thôi. Nếu mà con này mà full tải thì mình không biết nó làm sao ta. Ở xe mình là số tự động nha các bạn. Cái cần số nó nhìn nó lỏng lẻo lắm mấy bạn. Có nghĩa là mình gạt từ mình kéo từ vị trí B xuống R rồi xuống N xuống B đồ, nó không có những cái khớp cố định, nó lỏng lẻo lắm. Nhiều khi mình phải gạt số, mình phải nhìn trên màn hình là xe nó đang nằm ở số nào. Không biết mấy anh chuyên nghiệp thì sao, thì riêng mình là gà non, mình cảm thấy là cái cần số này nó khá lỏng lẻo, không có những cái khớp. Ví dụ như mình vô một cái số đó mình nghe một cái kịch, nó cảm giác nó chắc lịch hơn. Con số này cảm giác khá lỏng lẻo. Xe thì chạy xe cảm giác khá bồng bềnh. Máy thì yếu. Máy cứ rề lên. Khi mà các bạn đạp ga cảm giác là cái máy nó gù, nó rú lên từ trong khoang máy luôn. Tay lái đánh khá nặng. Vòng của tay lái nó cũng khá nhỏ nữa. Cái vòng tay lái nó nhỏ cầm cảm giác không có chắc cái tay lái. Nói chung là con này thiệt sự là mình chưa có cái không gian. Mình đang chạy để đánh giá cái máy của nó trước. Nếu mà con này mà đi là lại thì sao ta? Không hiểu luôn á. Nổi không ha? Trời ơi, mình để xe nó trôi mà nó không trường lên nổi luôn, đúng thiệt.
hay là do chạy có ơn con Alender lâu quá nên chạy hai cái 2.0 nó khá quen, chứ giờ chạy qua mình thấy nó sao. Rõ ràng là mấy con này nó khá yếu. Vẫn nghe mỗi lần mà vô mà mình rướm ga để mình đạp lên thì mình vẫn nghe cái máy nó gầm lên, nó rú lên. Không, con này mình thấy thực sự là nếu mà để nói giá tiền mà để đòi hỏi cao hơn con này thì mình thấy là không được. Hơn là xe này mình chưa có full tải, mới có mình chạy máy khá vì dùng từ là y luôn. Nội thất thì nó cũng cơ bản thôi các bạn, đa số vẫn là nhựa. Hình như ghế này anh chủ xe này sẽ bọc lại kiểu nó đẹp, có lõm như cái con Outlander của mình chạy. Mày không biết kéo ra cao tốc kéo sao. Ngồi trong xe khi mà mấy bạn đạp ga là nghe cái tiếng máy của nó vọng vô khoang rất 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 nhiều nha mấy bạn. Xe khá bồng bềnh, lắc lư. Để giờ mình sẽ tấp vô và mình sẽ kiểm tra, mình sẽ coi cái khoang của nó, cái khoang ở dưới nó rộng rãi ra sao để cho các bạn thấy. Còn riêng về nội thất với lại máy của này thì mình thấy là dùng từ tạ không ta, có nên dùng từ tạ không? Đây là cái khoang nội thất của nó. Như cái ghế này là mấy anh em bọc lại rồi, có cần gạt tay nữa, thấy nó cũng hơi thô, không thích. Vì đa số nó vẫn là nhựa thôi các bạn, nhựa bình thường, nhựa giả da. Đây, ở dưới là cái cần hộp số của nó thì mình như mình đã nói, nhìn nó khá lỏng lẻo các bạn coi nè. Khi mà gạt tới từng nứt nó không nghe cái kịch như là cảm giác những xe khác, nó lần lờn sao. Rồi cái cây thắng tay nữa, bao thô. Rồi phía trên nó lại như vậy. Này. Oh. Wow. Nếu mà phải nói thì mình thấy cái bố cục này nó có vẻ nó hấp dẫn hơn cái con Outlander. Cái thứ nhất là cái dãy lạnh ở cái băng giữa này nó đưa lên trần, thì gồm có 4 học làm lạnh ha. Thì ở đây thì có thể là chỉ xuống cho băng ở ngồi giữa và chỉ lên trên cho cái băng ở ngồi cuối. Về cái nội thất cái khoảng này thì mình phải công nhận là nó rộng hơn con Outlander nhiều. Từ cái băng giữa này mình nhìn, các bạn nhìn còn nguyên một cái khoảng trống, còn nguyên một cái khoảng trống ở giữa. Ở đây các bạn ngồi được 3 người. Và ở phía dưới này, ở phía dưới này chắc mọi người mình nghĩ là cái băng dưới này ngồi nó cũng không thoải mái giống như con Outlander lắm đâu, nhưng mà ở băng giữa là khá rộng nè. Bây giờ mình sẽ mở băng cuối cho các bạn coi. Ủa tình nó vô thủ không? Vô rồi. Đây là băng giữa. Như mình nói thì đa số những con Mitsubishi các bạn, cái dàn nội thất của nó làm nó tù tù sao á. Nè các bạn nhìn những cái chỗ ghế da nè, nhìn nó rất là thô. Xung quanh đây là nhựa. Đâu để mình coi cái băng này khi mà kéo lên nó sẽ như thế nào, coi nó có khá hơn. Wow,
rõ ràng là mấy bạn thấy ha, nếu mà bây giờ xích cái con kia lên chút xíu thì ở đây nó cũng đỡ đi. Và cái ghế này, cái băng ghế này á, ngồi phương mình nghĩ là nó sẽ ổn hơn bên con cái con Outlander kia, thiết kế 5+2 nhưng mà cũng không hơn được bao nhiêu. Các bạn coi khoảng cách, nghĩ là phải đẩy băng ghế lên chút xíu. Rồi vậy thôi. Khi mà kéo lên thì cái hộc để đồ của nó chỉ còn có nhiêu đây thôi, rồi không rộng lắm, cũng y chang như con hào lên đời thiết kế 5+2. Rồi đó là những cái chia sẻ mà mình dạo quanh một vòng với con Xpander này. Thì thấy cũng được, không được hài lòng cho mấy. Nhưng mà không hiểu vì sao mà nó đang hot đến như vậy.